đàn câu ca và hoàng hôn buông chiều tàn, gửi từng hơi ấm vào ngày đông sang mơn man mà em nhẹ nhàng. Em có thể đi một mình như là trong tâm trí của anh, còn em đi đâu thì anh nghĩ tốt nhất là nên có anh bên cạnh. Em có thể thức khuya nhưng mà rất có thể sẽ đói, ê, hay là tốt nhất em ăn anh đi, đừng ăn mì gói nhá. Em có thể gặp ai cũng được nhưng mà tốt nhất không nên là con trai. Em có cần ai nữa, người yêu em nhất là anh đây chứ còn ai. Vì đêm hay ngày, nắng hay mưa tìm về với em anh không ngại. Mặc kệ hết tất cả lý lẽ, anh biết một điều rằng yêu em không sai. Đôi khi anh có hơi ngốc nghếch khiến em hay buồn và dần hơn vu vơ. Em có thể đi đâu đó một lát nhưng đừng quên phía đằng sau vẫn đang có anh chờ. Dù là bánh kem hay trà sữa, bất cứ thứ gì để em không giận anh nữa. Nếu thấy mệt mỏi vì nắng vì sương thì về nhà vẫn còn có anh thương, anh thương. Thế giới đôi khi bé thôi, một vòng tay là đủ ôm trọn chuyện tình mình. You're